Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay thì mình vừa mới đi làm thẻ căn cước công dân về, đúng không? Mình vừa mới đi ra ngoài làm thẻ căn cước công dân về, cũng không không lâu như mình nghĩ. Mình đi từ lúc 10 giờ và đến 11 rưỡi. 11 rưỡi là mình đã về rồi, đúng không? Và trong cái lúc đi làm thẻ căn cước công dân ấy thì mình đã make up một chút, không phải là quá là đậm nhưng mình có bôi một chút phấn, đúng không? Đánh một chút son vào để chụp ảnh ấy nhìn nó không bị quá nhạt nhạt nhạt, đến lúc mình lấy cái thẻ căn cước về ấy, mình cứ đỡ cảm thấy sợ, đúng không? Vậy thì hôm nay thì mình sẽ cùng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là một cái bước skin care tẩy trang của mẹ thóc đó chính là mình, đúng không? Mẹ thóc sau khi mà đi ra ngoài về thì cũng có những bước gì nhá. Thực ra thì nó cũng không có gì là quá là nhiều các bước như ở trên các cái chị làm đẹp ở trên mạng ấy. Các chị dạy thì rất là nhiều bước này, tẩy trang rồi lại dưỡng da các thứ vân vân vân, đúng không? Nhưng riêng mình thì mình không có gì cả. Mình mỗi một lần tẩy trang bởi vì mình make up mình không có đậm, đúng không? Mình chỉ làm có một chút thôi, mình có chỉ đánh một chút phấn thôi, các bạn nhìn thấy không? Đó, tô một chút son đây này, đúng không? Đó, kẻ một chút lông mày thôi. Và bây giờ các bước thì tất nhiên là sẽ không thể làm mà tránh khỏi cái bước đầu tiên là bước tẩy trang. Đây mình dùng cái loại tẩy trang này để tẩy trang các bạn nhé, đó, Bioderma, Bioderma của Hàn Quốc nhá. Đó, cái loại này là loại phổ thông rất là rẻ thôi, đây các bạn nhìn, mua ở ngoài chợ này có 80.000 thôi. Đó, chúng ta sẽ tẩy trang cùng với gì ạ, cùng với bông tẩy trang nhá các bạn. Đây đây các bạn nhìn thấy không, đó, đây là bông tẩy trang của mình này. Chúng ta sẽ cùng mở nắp ra để tẩy trang nhé. Đây mình bóc ra. Mình đổ vào nhá. Đó. Các nhìn thấy không? Chúng ta sẽ đổ vào. Mình đã không có cái gì để kê cái này. Đây các bạn ơi. Chúng ta sẽ đổ vào nhá. Đây các bạn ơi, mình đổ cái nước tẩy trang ra bông này, sau đó này, sau đó thì chúng ta tẩy trang nhá. Đó, chúng ta tẩy trang cho nó sạch. Tẩy trang thật kỹ, sau đó chúng ta rửa mặt sạch. Đó, đúng không? Mùa hè này nó rất dễ bị bít lỗ chân lông, đúng không? Kem nền đấy, đúng không? Đó, chúng ta phải lấy thêm một miếng nữa để chúng ta tẩy trang nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục tẩy trang này. Đấy. Sẽ đổ tay để cho nó dùng nó dễ hơn, thuận tay hơn nhé. Đây các bạn nhìn thấy không? Chúng ta non rồi. Để đến bao giờ nó sạch rồi thôi, nó không còn cái nước cái nền nữa thì chúng ta mới bắt đầu đi rửa mặt nhé. Nó vẫn còn rất là nhiều này. Đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục lấy thêm một miếng nữa để chúng ta tẩy trang nhá. Mình sẽ đổ vào đây. Chúng ta cứ tẩy này đến bao giờ sạch thôi nhá. Rất là bẩn luôn các bạn ạ. Tiếp tục tẩy thêm nhé. Đây là một miếng này. Đây mình sẽ tẩy lông mày này. Rất là đen luôn. Mắt này mình cũng có một chút phấn này, mình tẩy mắt này. Đó, mắt này. Đó. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy thêm nhé. Cái nước tẩy trang nó vào mắt mình của mình cay quá. Khi đã tẩy sạch rồi thì chúng ta sẽ dùng cái máy rửa mặt này nhé các bạn ơi. Đây là cái máy rửa mặt con cá này này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào rửa mặt cùng với máy rửa mặt con cá nhé. Đó. Chúng ta sẽ cùng đi rửa mặt các bạn nhé. Đây.
Mình sẽ dùng cái chai sữa rửa mặt này, chai sữa rửa mặt trà xanh này và cái máy rửa mặt con cá này để rửa mặt. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm ướt mặt ạ. Sau đó là cho một ít sữa rửa mặt này vào lòng bàn tay, đánh tan bọt, sau đó cho lên mặt và xoa đều và dùng sữa rửa máy rửa mặt con cá này để rửa mặt các bạn nhé, cho sạch nhé. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, mặt mình đã bôi sữa rửa mặt rồi này. Đó, bây giờ thì mình sẽ dùng cái sữa rửa mặt con cá này. Đó. Mình ấn. Đó, đây là cái độ tăng, độ giảm. Đó, mình tăng thêm chút, đó là mình rửa mặt này nhá. Các bạn thấy không? Mình cứ kỳ như thế này thôi. Các bạn nhìn thấy rõ không? Mình kỳ như này. Cho nó sạch. Nếu như các bạn rửa mặt chỉ bằng tay thì chắc chắn là nó sẽ không sạch được đâu các bạn ạ. Kỳ các khe mũi này. Được chưa? Đó. Ta cứ rửa mặt để xem nào, ta cảm thấy sạch cái thôi nhé. Đó, người ta kỳ này. Theo hình kim đồng hồ nhá, theo vòng kim đồng hồ nhá các bạn nhá. Kỳ sạch mũi nhé, cái khe mũi này. Đó, bạn thấy không? Sau khi chúng ta kỳ cảm thấy rát sạch rồi thì chúng ta sẽ rửa mặt sạch bằng nước nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng rửa mặt sạch bằng nước nhé. Đây các bạn ơi, mình đã rửa xong mặt rồi nhé. Sau bước tiếp theo là chúng ta sẽ cùng lấy khăn mặt này, đấy, chúng ta ngâm khô này, đấy, chúng ta thấm khô nước này. Đó, à, có thấy không? Đấy, khăn mặt để thấm khô nước đi này. Cái làn da của mình rất là nhạy cảm các bạn ạ. Đó, làn da của mình cực kỳ nhạy cảm, đúng không? Đấy, chỉ cần hơi một tí là nó có thể lên mụn các bạn ạ. Nó đang lên mụn đấy. Đấy, cái thâm này. Bây giờ thì mình sẽ đi vào và mình bôi cái kem trị thâm vào những cái vết này nhá. À, đây các bạn ơi, sau khi thì mình đã rửa mặt sạch rồi này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ dùng cái kem này. À, cái serum này, đây là một cái lọ serum vitamin C serum 561 của Hàn Quốc để bôi để trị thâm các bạn nhé. Mình thì hạn chế dùng kem ấy, kem dưỡng ấy, bởi vì là mình nghĩ là nó là dạng đặc nên là nó sẽ bít lỗ chân lông, nên mình hay dùng cái serum này, nó dạng lỏng như này thì nó sẽ dễ thẩm thấu và nó sẽ không bị bít lỗ chân lông của mình. Đây là cái loại kem trị thâm, đúng không? Kem trị thâm dùng để trị những cái vết thâm này. Các bạn nhìn thấy mặt của mình có những cái vết thâm này đó, các bạn thấy không? Mình thường hay dùng cái kem này, mình dùng cái kem cái nọ này có gần 300.000 thôi, nhưng mà dùng rất là lâu rồi. Mình dùng phải đến gần 2 tháng nay rồi nhưng nó vẫn chưa hết được một lửa này. Đó, các bạn thấy không? Mình hay dùng cái này. Đó. Sau khi rửa mặt sạch thì mình sẽ bôi cái này các bạn ạ. Đấy, đó, cái này nhá. Đấy, vậy là clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip lần sau của mình nhé. Chào các bạn và hẹn các bạn ở những clip lần sau.